chống Pháp cũng như chống Mỹ, tha thiết với cái quá khứ oanh liệt của dân tộc, để làm gì? Để động viên cái thế hệ tương lai này hết mình xây dựng đất nước, để xứng đáng với cái thế hệ cha anh đã chiến đấu, đã hy sinh cho cái đất nước được thanh bình hôm nay. Chất hùng hồn, chất lãng mạn, chất anh dũng trong các tác phẩm của Đoàn Hoài Trung luôn mang lại niềm cảm hứng cho các nhạc sĩ. Rất nhiều bài thơ của anh đã được các nhạc sĩ phổ nhạc, và bài hát nào cũng mang đậm chất lính, chất trữ tình. Đêm nay người lính trẻ ngồi canh giữ biển trời, đón xuân cùng đồng đội, vì cuộc sống bình yên quê hương trong từng nỗi nhớ. Anh lính thao thức từng giờ, quà cho em là ngày mai hé nở, và mùa xuân ơi nơi con bé. Chính tôi mình có khi như thế xong ca lại vui nhất. Thể hiện được cái chúng tôi bay trong nắng này hiền lành chào thành phố Hồ Chí Minh, trang thu vàng gió trời lộng lộng, trời phương Nam xanh trong mênh mông. Chúng tôi bay từ núi rừng biên giới đến tận gian quan, tới biển Trường Sa tới mũi Cà Mau, đảo Phú Quốc đến biển Cao Nguyên mây trắng thiêm trùng. Đây là bài mà hành khúc sư đoàn 370. Bài này thì tôi viết thơ nhân cái dịp kỷ niệm ngày truyền thống của sư đoàn, đó là ngày 30 tháng 10 năm 1975. Thế thì đã được nhạc sĩ Phạm Đăng Khương khổ thành cái bài hát là hành khúc sư đoàn 370. Cái bài hành khúc này nói lên một cái điều là cái sư đoàn của chúng ta là sư đoàn không quân, cho nên mở đầu là chúng ta đã thấy là chúng tôi bay trong nắng mai hồng. Bài hành khúc sư đoàn 370 là một sáng tác được phổ từ thơ của anh, và rất vui đây cũng trở thành bài hát truyền thống của đơn vị không quân này. Khi mà Đoàn Hoài Trung mà đã viết thơ về người lính thì tôi cảm thấy những cái ý tưởng nó rất là thật. Tại vì có thể là những ý tưởng anh mới vừa viết sau này, nhưng mà cảm xúc của người lính là đã mấy chục năm, anh đã từng là trong học viện quân sự đi ra, rồi từ binh chủng của phòng không quân rồi chuyển qua báo Quân đội Nhân dân làm báo chí, là phóng viên đi viết. Cho nên những ý tưởng mà viết ra thì nó rất là thực với người lính. Và tôi thì cũng được dịp là đi đây đi đó làm quen và đi thăm nhiều đơn vị bộ đội, cho nên những hình ảnh khi mình nhiều khi viết ra những lời thơ nó không được, không thuận tiện, thì là bắt gặp được những cái ý tưởng từ những bài thơ, thì là âm nhạc của mình nó ra cũng rất là nhẹ nhàng. Trên biển năm xưa thâm đẫm máu đào, quên sau đường tháng tràn năm về ai, bất nhiêu thiên thu diệt pháo đài bay, về năm hai cháy rừng trời Hà Nội, vang thành loa lập chiến công đầu, thưa bạn kính yêu xin người yên dương, giữa trời thủ đô ngát xanh với thân về đó sừng sững. Tên lửa thành đó anh hùng, tàu trời xanh bao la,
tưởng những người con thành phố đội mũ chụp chung truyền thống vẻ vang, ta bên nhau hát về tình đồng. Phải nói rằng Đoàn Hoài Trung là một người thật sự may mắn, là một người lính đa tài và lại có một gia đình thật hạnh phúc. Cả gia đình đều phục vụ trong quân ngũ. Chị Vân Anh, vợ anh là bác sĩ trong hàng không, cũng là chủ nhiệm câu lạc bộ thời trang tuổi 40. Con gái là sinh viên xuất sắc, được học bổng du học ngành viễn thông tại Phần Lan. Gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc để những tác phẩm của anh được chấp cánh. Các tác phẩm của ba thật ra là đều đưa qua để con gái đọc trước, để gọi là vừa nhận xét mà vừa thấy được trước các cái thông tin tình hình của đất nước. Thì thật ra thì tuy là ở bên nước ngoài nhưng mà em thì lúc nào cũng nghĩ là rất là tự hào về dân tộc Việt Nam mình. Và em cảm phục và luôn luôn tự hào là mình là con của một người lính. Khoảng trời mùa xuân được nhạc sĩ Phạm Đăng Khương phổ nhạc theo ý thơ của Đoàn Hoài Trung là một bài hát đầy tươi trẻ tự hào của những anh lính xa quê luôn tròn nghĩa vụ với tổ quốc thân yêu. Xuân đang đến bên cửa, sương giao thừa rơi trên vai người lính trẻ, như nước mắt nhớ thương mẹ ngóng trông con về. Đêm xanh thắm một màu, mắt em ngồi sao nào ôm nỗi nhớ khát khao, chờ anh về dạo phố chung chiếc mỗi hoa đào. Đêm nay người lính trẻ ngồi cánh giữa biển trời, đón xuân cùng đồng đội vì cuộc sống bình yên quê hương. Đoàn Hoài Trung hầu như có đầy đủ các giải thưởng cao cho tất cả các tác phẩm từ báo chí, nhiếp ảnh đến thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết về đề tài người lính. Và với Đoàn Hoài Trung, người lính luôn mãi là đam mê, luôn mãi là nguồn cảm hứng bất tận của anh. Luôn luôn khao khát được sáng tác trên mọi lĩnh vực để làm sao thể hiện được cái hình ảnh người lính hôm nay. Đó là những người lính mà có thể nói là rất can trường trong sẵn sàng chiến đấu, trong rèn luyện, luyện tập. Và họ là những con người mà cũng hết lòng vì nhân dân phục vụ và sẵn sàng nhận bất cứ nhiệm vụ nào khi Tổ quốc giao phó. Và những người lính ngày hôm nay cũng là những người lính mà có tri thức khoa học, có những người lính mà có trình độ, có hiểu biết, sự hiểu biết, và họ luôn luôn trung thành với Đảng và với nhân dân. Đây Khải Đoan mái chùa yêu biết mấy, rêu phong về tô đậm nét uy linh, chiều tịch nhiên vang vọng mấy hồi kinh, hồn nhân thế giật mình cơn mộng ảo. Một thi sĩ đã cảm tác bài thơ trên khi đến thăm chùa Khải Đoan, một ngôi chùa độc đạo của thành phố Bang Mê Thuật. Với kiến trúc phỏng theo kiểu dáng cung đình Huế kết hợp với các kiểu nhà sàn của dân tộc Tây Nguyên. Trong tạp chí Văn Nghệ đầu xuân, mời quý khán giả đến với ngôi chùa nổi tiếng này. Chùa Khải Đoan nằm giữa đường Phan Bội Châu và Quang Trung, thuộc phường Thống Nhất, thành phố Bang Mê Thuật. Chùa là trung tâm sinh hoạt của Phật giáo tỉnh Đắk Lắk. Chùa Khải Đoan còn là ngôi chùa sắc tứ đầu tiên trên vùng cao nguyên và cũng là cuối cùng của triều Nguyễn. Chùa hướng mặt Tây Nam, nhìn xuống suối Đốc Học, lưng giữa thế của khu phố Buôn Ma Thuột. Cái thế tiền thủy hậu sơn theo quan niệm phong thổ hài hòa của kiến trúc cổ Việt Nam là thế đứng vững chãi, bền lâu, là điểm tựa về mặt tâm linh cho nhiều Phật tử. Chùa Khải Đoan được xây dựng vào năm 1951, tọa lạc trên khu đất rộng 7 mẫu 8 sào 28 m², do Đoan Huy Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thị Cúc hiến cúng cho Tổng hội Phật giáo Trung Phần. Về phía Hoàng Triều, bà Từ Cung đặt cử Thứ Phi Mộng Điệp theo dõi việc tôn tạo. Kinh phí xây dựng ban đầu do bà Từ Cung hỷ cúng, thêm vào đó là công đức của bá tánh thập phương. Cây bồ đề trong sân chùa là tặng vật lưu niệm của Đại Đức Naraya nhân chuyến ghé thăm Buôn Ma Thuột năm 1959. Cây bồ đề này do Đại Đức Ma